Ghét thì yêu thôi, thế chỗ phim Người Phán Xử. Kết thúc 47 tập phim với những tình tiết căng thẳng gây cấn của phim Người Phán Xử, khán giả sẽ được thư giãn với bộ phim hài hước lãng mạn mang tên Ghét thì yêu thôi. Ghét thì yêu thôi là một tác phẩm của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Bộ phim mang yếu tố hài hước, lãng mạn với nhiều tình huống trớ trêu nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Phim xoay quanh mối tình của Kim, Phương Anh đóng và Du Đình Tú đóng. Kim là cô gái trẻ có nhiều vệ tinh vây quanh. Tuy nhiên, cô thường có những quyết định bồng bột. Trong một lần va chạm xe với Du, hai người đã xảy ra nhiều hiểu lầm, xích mích. Nhưng dần dần họ cũng nhận ra điểm tốt của nhau. Vừa gặp, họ đã trở thành oan gia, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể nói trước. Tình cảm giữa Kim và Du hứa hẹn sẽ đưa đến nhiều câu chuyện thú vị cho người xem. Xen lẫn câu chuyện tình cảm, tình yêu của các bạn trẻ, Ghét thì yêu thôi còn phác họa bức tranh cuộc sống với nhiều cung bậc cảm xúc. Ở đó có tiếng cười, có hạnh phúc, nhưng cũng có những giọt nước mắt. Trong những thông tin được VFC tiết lộ, bộ phim này sẽ có sự tham gia của nghệ sĩ Hải Văn Dung, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung, diễn viên trẻ Đình Tú và Phương Anh. Với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, bộ phim Ghét thì yêu thôi hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những phút giây cười nghi ngả sảng khoái. Sau những căng thẳng kịch tính của bộ phim Người Phán Xử, bộ phim Ghét thì yêu thôi với các yếu tố hài hước, lãng mạn, nhiều tình huống chế trêu nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những phút giây thoải mái và thư giãn sau ngày làm việc vất vả. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Tim Chọn Lọc nhé! Cảm ơn các bạn!